Subdural hemorrhage, xuất huyết dưới màng cứng. Sub có nghĩa là bên dưới, duro là thuộc về lớp màng não dai cứng ngoài cùng, tiếng Latin là dura mater, và hemorrhage tức là xuất huyết hay chảy máu. Tóm lại, subdural hemorrhage là xuất huyết dưới màng não cứng. Ok, hãy bắt đầu bằng vài thuật ngữ giải phẫu màng não tủy cơ bản. Não, brain và tủy sống, spinal cord, được bảo vệ bởi ba lớp mô hay màng, meninges, bọc quanh não và cả tủy sống. Màng não tủy trong cùng là màng mềm, còn gọi là màng nuôi, pia mater. Ở giữa là màng nhện não, arachnoid mater, có nhiều mạch máu bắt chéo nhau trông giống như màng nhện. Và ngoài cùng là màng cứng, dura mater. Màng mềm, pia mater và màng nhện, arachnoid mater, cũng được gộp chung gọi là màng nhuyễn, leptomeninges. Ở giữa các lớp màng nhuyễn, leptomeninges, là không gian dưới màng nhện não, subarachnoid space, chứa chất dịch não tủy, cerebrospinal fluid, gọi tắt là CSF. CSF là một chất lỏng trong lưu chuyển dung dịch xung quanh tủy sống và não, vừa làm lớp đệm chống chấn thương, vừa tắm não và tủy sống trong dung dịch dinh dưỡng. Màng cứng dura mater phía ngoài cùng bao gồm hai lớp. Lớp bên trong của màng cứng nằm sát màng nhện não. Kế đến là khoảng không gian dưới màng cứng, subdural space. Và phía màng cứng ngoài cùng dính sát vào bề mặt bên trong của xương hộp sọ. Hai lớp màng cứng và lớp màng nhện bên dưới di chuyển cùng nhau. Nhưng tại một số điểm, lớp màng cứng bên trong tách ra khỏi lớp màng cứng bên ngoài, nhưng vẫn dính sát vào lớp màng nhện, arachnoid, để tạo thành nếp gấp màng não, meningeal or dural folds. Các nếp gấp màng não giúp phân chia các phần của não như lớp màng đại não hình liềm, fossa cerebri, chia hai bán cầu não, và lớp màng não hình lều, tentorium, bao lấy tiểu não, cerebellum, và tách nó ra khỏi đại não, cerebrum. Và không gian bên dưới màng cứng đóng vai trò quan trọng là nơi tĩnh mạch tháo máu từ trong não ra ngoài. Bề mặt của não được cung cấp bởi nhiều động mạch trong không gian dưới nhện não. Chúng cung cấp máu giàu oxy đến não. Sau khi mô não đã hấp thụ oxy và chất dinh dưỡng, máu đổ vào tĩnh mạch não ở lớp bề mặt, superficial cerebral veins, hoặc vào các tĩnh mạch cầu nối, bridging veins, cũng nằm trong không gian dưới màng nhện não, subarachnoid space. Những tĩnh mạch này đi xuyên qua lớp màng nhện não, vào không gian dưới màng cứng, subdural space, và đổ máu vào các xoang tĩnh mạch thuộc màng cứng, dural venous sinuses. Các tĩnh mạch này nằm giữa hai lớp màng trong và ngoài của lớp màng dai cứng. Cuối cùng, máu trong các xoang tĩnh mạch chảy vào tĩnh mạch cảnh trong, internal jugular vein, và trở về tim. Vì vậy, nguyên nhân chính của xuất huyết dưới màng cứng, subdural hemorrhage, là do tĩnh mạch cầu nối, bridging veins, trong không gian dưới màng cứng bị đứt hay vỡ. Khi mạch máu bị tổn thương và máu chảy ra được gọi là xuất huyết, hemorrhage, và nơi máu ứ đọng cũng được biết là khối tụ máu, hematoma. Một số người như người già thường bị teo não, đó là khi não của họ bị co nhỏ lại, dẫn đến các tĩnh mạch cầu nối, bridging veins, bị kéo dài trong một không gian rộng hơn, và phần lớn thì không có thêm sự hỗ trợ nào, như một cây cầu tre dài bắc ngang một cái đèo. Trẻ sơ sinh hoặc những người nghiện rượu, các tĩnh mạch có vách mỏng và do đó có khả năng bị vỡ cao hơn. Khối tụ máu dưới màng cứng, subdural hematoma, thường gặp khi bị chấn thương đầu, như khi bị chợt té đập đầu trong bồn tắm, hoặc do hội chứng em bé bị rung lắc mạnh, shaken baby syndrome. Khi đầu của chúng lắc qua lắc lại dữ dội, qua đó có thể làm tổn thương hay đứt các tĩnh mạch cầu nối. Khối tụ máu dưới màng não dai cứng cũng có thể xảy ra do chấn thương khi giảm hoặc tăng tốc đột ngột như khi ngồi xe. Dây an toàn sẽ ngăn cơ thể và đầu của chúng ta di chuyển về phía trước, nhưng động lượng moment vẫn kéo não dồn về phía trước trong hộp sọ. Và ngay sau đó, đầu bật ngược lại về phía sau và đập vào gối dựa, làm não bây giờ dồn ngược về phía mặt sau của hộp sọ, chuyển động dội ngược qua lại nhanh chóng, gây thiệt hại đến các tĩnh mạch cầu nối. Bất kể là do cơ chế nào, một khi tĩnh mạch cầu nối bị rách thì máu đọng lại không gian dưới màng não cứng, tạo ra một khối tụ máu. Nhưng vì các tĩnh mạch cầu nối có áp suất thấp, nên khi bị rách
máu có thể dò dỉ chậm, cho nên thường có triệu chứng muộn, từ từ phát triển trong suốt nhiều ngày đến vài tuần và khối tụ máu dần dần lan rộng. Vì vậy, một khối tụ máu dưới màng cứng cấp tính acute subdural hematoma gây ra triệu chứng trong vòng 2 ngày và khối tụ máu dưới màng cứng bán cấp tính subacute subdural hematoma gây ra triệu chứng trong khoảng từ 3 đến 14 ngày và khối tụ máu dưới màng cứng mạn tính chronic subdural hematoma gây ra các triệu chứng sau 15 ngày. Khối tụ máu có thể đè lên não và gây tăng áp lực nội sọ intracranial pressure. Một khối tụ máu lớn ở một bên hộp sọ có thể đẩy não lệch về phía bên kia hộp sọ. Sự tăng áp lực nội sọ cũng có thể khiến não bị thoát vị herniate, tức là thoát khỏi vị trí tự nhiên của nó. Có thể là sự thoát vị phía trên màng lèo supratentorial herniation, là khi đại não cerebrum ép nén vào hộp sọ hoặc vào màng lèo tentorial. Và thoát vị dưới màng lèo là khi tiểu não cerebellum ép đẩy vào cuống não brainstem. Cả hai đều có thể gây tử vong. Thoát vị trên màng lèo supratentorial herniation có thể đè vào các động mạch gây ra cơn đột quỵ do thiếu máu cục bộ. Và thoát vị dưới màng lèo infratentorial herniations có thể ép vào những vùng của cuống não nơi kiểm soát những chức năng thiết yếu như tỉnh thức hay ý thức consciousness, sự hô hấp respiration và nhịp tim heart rate. Các triệu chứng phổ biến nhất của xuất huyết dưới vùng não cứng là khi bị chấn thương có thể gây bất tỉnh ngay hoặc vài ngày hay có khi cả tuần sau đó. Khi khối tụ máu hematoma tăng đủ kích thước, các triệu chứng khác bao gồm đau đầu headache và ói mửa vomiting. Đôi khi có thể có các triệu chứng thần kinh cục bộ hay khu trú focal neurological symptoms như yếu cơ hoặc các vấn đề thuộc về chức năng cảm giác tùy vào vị trí của khối tụ máu ở đâu trong não. Chẩn đoán xuất huyết dưới màng cứng subdural hemorrhage thường được thực hiện qua xem xét hình ảnh. Khi chụp cắt lớp vi tính CT scan, khối tụ máu cấp tính dưới màng cứng là một khối máu đậm đặc sẽ nhìn thấy như một vùng trắng hơn so với các mô não bình thường quanh đó, trong khi khối tụ máu dưới màng cứng mạn tính chronic subdural hemorrhage là một khối lỏng hơn, cho nên nó có ít màu trắng hơn so với các mô não xung quanh. Xuất huyết cấp tính trên mạn tính acute on chronic bleeding là sự kết hợp của độ đậm hơn và lỏng hơn được nhìn thấy ở những người bị tái diễn chảy máu tại các mạch máu cầu nối sau khi khối tụ máu mạn tính đã hình thành. Xuất huyết dưới màng cứng subdural hemorrhage là khối tụ máu nằm giữa lớp bên trong và lớp bên ngoài của màng dai cứng, hay là bên giữa lớp màng cứng và lớp màng nhện. Vì vậy, ảnh chụp cắt lớp vi tính CT scan, khối tụ máu dưới màng cứng đi theo đường viền của não và tạo thành hình lưỡi liềm và ngang qua các khớp khâu cross suture lines. Ngược lại, xuất huyết bên ngoài màng cứng hay bên trên màng cứng epidural hemorrhage gây ra máu tích tụ giữa lớp ngoài của màng cứng outer layer of dura mater và xương hộp sọ. Vì lớp ngoài màng cứng bám chặt vào hộp sọ tại các khớp khâu, như thế xuất huyết trên hay ngoài màng cứng không thể vượt qua các khớp khâu và khối tụ máu đẩy vào não tạo thành hình dạng có hai mặt lồi biconvex shape. Khối tụ máu nhỏ dưới màng cứng có thể được rút ra bằng cách đặt một ống thông catheter qua một lỗ khoan trên hộp sọ. Khối tụ máu lớn hơn dưới màng cứng đòi hỏi phải phẫu thuật cắt sọ craniotomy. Một phần xương sọ bị cắt bỏ mới có thể rút máu tích lũy bên dưới. Xin được tóm tắt, xuất huyết vùng dưới màng cứng là sự chảy máu dưới màng não cứng dura mater do vỡ các tĩnh mạch cầu nối bridging veins nằm trong không gian dưới màng cứng subdural space. Xuất huyết vùng dưới màng cứng thường gặp là do chấn thương đầu ở các nhóm tuổi như người già và trẻ sơ sinh và những người uống rượu quá độ. Khi chụp cắt lớp vi tính CT, xuất huyết dưới màng cứng cấp tính acute subdural hemorrhage tạo ra một vùng tụ máu đậm hyperdense, trong khi xuất huyết dưới màng cứng mạn tính chronic subdural hemorrhage
tạo thành một vùng tụ máu lỏng hơn, hypodense. Khối tụ máu dưới màng cứng, subdural hematoma, thường đi ngang qua các đường khớp khâu, sutures của hộp sọ và uốn theo các đường viền của não, tạo thành hình liềm. Không giống như khối tụ máu ngoài màng cứng hay là trên màng cứng, epidural hematoma, thì không đi qua các đường khớp khâu, hộp sọ, mà chúng ép vào phía trên màng cứng, tạo thành dạng hai mặt lồi, biconvex shape.